bạn còn băn khoăn chọn ngành học, hãy xem ngay danh sách 10 ngành nghề có nhiều tỷ phú nhất thế giới như sau. Nếu bạn vẫn chưa biết mình nên lựa chọn ngành học nào để theo học hoặc đơn giản chỉ là muốn thử sức với lĩnh vực mới, đây là 10 ngành nghề có nhiều tỷ phú nhất thế giới mà bạn nên biết. Trước đó, tạp chí Forbes danh giá đã công bố danh sách thường niên các tỷ phú giàu nhất thế giới. Trong năm 2021, toàn cầu ghi nhận 2.755 người có tài sản từ 1 tỷ đô la trở lên, là con số cao kỷ lục từ trước đến nay. Trong đó, các vị tỷ phú đều đạt được đỉnh cao sự nghiệp bằng nhiều ngành nghề khác nhau, từ nuôi lợn, trồng trà cho đến đầu tư, công nghệ. Theo tạp chí Forbes, phần lớn tỷ phú trên thế giới đang làm việc trong 10 ngành nghề này, trải dài từ tài chính, đầu tư đến truyền thông. Nếu bạn chưa biết mình nên chọn ngành nào để theo học, hay đơn giản chỉ là muốn thử sức trong một lĩnh vực mới, thì đừng bỏ qua danh sách này. 1. Tài chính đầu tư. Theo Forbes, ngành nghề có nhiều tỷ phú nhất chính là tài chính đầu tư, chiếm tỷ lệ 13% trong danh sách. Hiện tại, ngành này có 371 tỷ phú. Trong số đó, người giàu nhất là chủ tịch kiêm CEO công ty đầu tư Berkshire, Warren Buffett. Warren Buffett sở hữu khối tài sản khoảng 96 tỷ đô la cùng công ty có cổ phần trong hơn 60 doanh nghiệp khác nhau. Trong đó có Duracell và Dairy Queen. Buffett được mệnh danh là nhà hiền triết xứ Omaha với những bí quyết đầu tư vô cùng hiệu quả. 2. Công nghệ. Hiện nay, ngành công nghệ ghi nhận có 365 tỷ phú, chiếm tỷ lệ xấp xỉ 13%, chỉ thua tài chính công nghệ chưa đến 1%. Trong đó, người đứng đầu danh sách các tỷ phú công nghệ chính là Jeff Bezos, người sáng lập ra sàn thương mại điện tử Amazon. Không chỉ vậy, trong danh sách tỷ phú giàu nhất thế giới của Forbes, Bezos cũng tiếp tục đứng vị trí thứ nhất với khối tài sản là 177 tỷ đô la, đồng thời cũng là năm thứ tư liên tiếp ông đạt danh hiệu này. Hiện Jeff Bezos còn là chủ sở hữu tờ báo Washington Post nổi tiếng, cũng như công ty hàng không vũ trụ Blue Origin. 3. Sản xuất. Người giàu nhất trong lĩnh vực sản xuất là tỷ phú người Trung Quốc He Xiangyan với khối tài sản là 35 tỷ đô la. Ông chính là người đồng sáng lập Media Group, một trong những nhà sản xuất thiết bị điện gia dụng lớn nhất của Trung Quốc hiện nay. Hiện công ty này đang sở hữu hơn 200 chi nhánh, được niêm yết cổ phiếu trên sàn chứng khoán Thâm Quyến. Số tỷ phú trong ngành sản xuất là 331, chiếm tỷ lệ 12% trên tổng số 2.755 tỷ phú. 4. Thời trang và bán lẻ. Ngành thời trang và bán lẻ có số tỷ phú là 273 người, chiếm tỷ lệ 10% trong danh sách. Trong đó, người giàu nhất là tỷ phú Bernard Arnault với khối tài sản là 150 tỷ đô la. Ông là chủ tịch kiêm CEO của LVMH, quản lý hơn 70 thương hiệu đắt đỏ. Trong số đó, có vô số những thương hiệu quen mắt với giới thượng lưu như Tiffany, Louis Vuitton. 5. Chăm sóc sức khỏe. Ngành chăm sóc sức khỏe luôn là một lĩnh vực nóng với nhu cầu tuyển dụng cao và mức lương khủng. Theo Forbes, ngành nghề này có 221 vị tỷ phú, chiếm tỷ lệ 8% trong danh sách. Hiện tại, người giàu nhất trong ngành chăm sóc sức khỏe là ông Jiang Shenheng, chủ tịch hãng vaccine Chongqing Biological Product với khối tài sản là 24,4 tỷ đô la. Đây là công ty đang đi sâu vào nghiên cứu và phát triển vaccine Lao. 6. Thực phẩm và đồ uống. Theo tạp chí Forbes, số lượng tỷ phú của ngành thực phẩm và đồ uống rơi vào khoảng 219 người, chiếm 8% trong danh sách tỷ phú giàu nhất thế giới năm 2021. Trong đó, người giàu nhất ở lĩnh vực này là tỷ phú Zhong Zhanghan với khối tài sản là 68,9 tỷ đô la. Ông là chủ tịch hãng nước đóng chai Spring, đồng thời là người nắm phần lớn cổ phần của hãng dược phẩm Biological Pharma. 7. Bất động sản. Chiếm tỷ lệ 8% số tỷ phú hoạt động trong lĩnh vực bất động sản là 215 người. Người giàu nhất trong ngành nghề này là ông Lee Sau-ki, doanh nhân, nhà đầu tư và là nhà từ thiện Hồng Kông. Ông là nhà sáng lập tập đoàn bất động sản Henderson Land, sở hữu khối tài sản 31,7 tỷ đô la. Theo số liệu của Forbes vào năm 2020, ông đã vượt qua tỷ phú Lý Gia Thành để xoán ngôi vị người giàu nhất ở Hồng Kông. 8. Đa ngành. Thông thường, các vị tỷ phú không chỉ tập trung đầu tư và phát triển một ngành nghề duy nhất mà họ thường thử sức với các công việc khác để vươn xa hơn trong sự nghiệp. Theo đó, có tới 188 tỷ phú đa ngành, chiếm tỷ lệ 7% trong danh sách. Người giàu nhất trong khối này là ông Ambani, chủ tịch Reliance Industry với tài sản lên tới 84,5 tỷ đô la. Đây là công ty kinh doanh đa lĩnh vực, trong đó có hóa dầu, dầu khí, bán lẻ và viễn thông. 9. Năng lượng. Trong danh sách những người giàu nhất thế giới năm 2021, có khoảng 100 người là tỷ phú ngành năng lượng, chiếm tỷ lệ 4%. Trong đó, người giàu nhất là tỷ phú Robin Zeng, sở hữu khối tài sản là 28,4 tỷ đô la.
Ông là chủ tịch kiêm nhà sáng lập hãng sản xuất pin cho xe điện Ampere Technology, cung cấp cho nhiều thương hiệu xe hơi đắt tiền trên thế giới. 10. Truyền thông giải trí chiếm tỷ lệ 3% trong danh sách là các tỷ phú đến từ ngành truyền thông giải trí. Trong số 95 tỷ phú thuộc lĩnh vực này, Michael Bloomberg với khối tài sản 59 tỷ đô la là người giàu nhất. Ông là nhà đồng sáng lập công ty truyền thông và thông tin tài chính Bloomberg sở hữu tới 88% cổ phần của công ty này.